chào quý vị đang đến với bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin ngày hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua. Xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt trên 156 tỷ đô la Mỹ. Cây trồng khô héo vì nắng hạn kéo dài tại Bình Phước. Sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu sẽ là đối tượng xem xét đánh thuế tiếp theo của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và dừa, cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và dừa. Theo Nghị định, doanh nghiệp nhỏ và dừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và dừa tham gia cùng liên kết ngành, chuỗi giá trị, phải có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án, đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền dây theo quy định của pháp luật. Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80%, mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ. Nghị định quy định cho dây tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Thưa quý vị, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tiếp tục tăng, đáng chú ý là số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh về vốn đăng ký trong 4 tháng đầu năm nay. Số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tiếp tục tăng, với trên 43.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là trên 540.000 tỷ đồng, bằng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% vốn đăng ký. Ngoài ra còn có trên 17.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5%, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,6%. Góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 7,14 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Đây là những chỉ dấu cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta tiếp tục được cải thiện tốt hơn. Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 4, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 40,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,8% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,6% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,6%. Riêng xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường Hoa Kỳ trong quý 1 năm 2019 tăng cao tới 87,2%, đạt trị giá 2,65 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với mặt hàng này chiếm gần 22% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong quý 1. Ngoài hai nhóm hàng trên, Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều nhóm hàng chủ lực của Việt Nam như dệt may, gỗ và sản phẩm giày dép. Trong đó, dệt may là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang quốc gia Bắc Mỹ này với kim ngạch 3,326 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 46,7% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Trong khi đó, hết tháng tư vừa qua, cả nước nhập hơn 50.000 chiếc xe, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có hơn 45.000 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm tới 90% lượng xe nhập khẩu. Theo báo cáo, bình quân mỗi ngày có hơn 370 chiếc xe giá rẻ dưới 500 triệu đồng của Thái Lan và Indonesia được nhập vào Việt Nam. Như vậy, xu hướng xe nhập từ hai quốc gia này chủ yếu là các dòng xe dưới 500 triệu đồng. Hiện đây cũng là hai nước mà Việt Nam miễn thuế đối với xe ô tô. Các thương hiệu nhập từ Thái Lan chủ yếu là Honda Cha, CRV, HR-V hay Nissan. Xe từ Indonesia chủ yếu là Toyota Fortuner, Avanza hay là Rush. Cục thuế xuất nhập khẩu cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, toàn ngành đã thu hồi xử lý được 135,21 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cụ thể tổng nợ phải thu hồi và xử lý là hơn 546,083 tỷ đồng. Trong đó, 135,21 tỷ đồng nợ thuế được thu hồi thì số tiền nợ được thu hồi và xử lý nợ cũ phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2019 là 96,9 tỷ đồng. Thu hồi và xử lý nợ phát sinh trong năm 2019 là 38,31 tỷ đồng. Có thể thấy, đây là kết quả của việc tăng cường công tác quản lý nợ thuế trong ngành hải quan khi coi công tác thu hồi nợ động là một trong những giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước một số đơn vị hải quan đã làm tốt công tác thu hồi nợ như cục hải quan hải phòng thành phố hồ chí minh quảng ninh hà nội hà tĩnh bà rịa vũng tàu bình dương dân chân, chân. thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho việc sản xuất trái thanh long ở tỉnh bình thuận gặp khó khăn trái không đạt tỷ lệ xuất khẩu nên giá loại trái cây này đang tăng cao ở mức kỷ lục theo người dân địa phương, nếu như thời điểm này của năm 2018, giá thanh long chỉ ở mức từ 5 đến 6.000 đồng một ký, thì thời điểm hiện tại đã tăng lên từ 4 đến 5 lần. Đồng thời, so với cách đây hơn một tháng, giá thanh long chỉ ở khoảng 16 đến 17 000 đồng một ký, thì giờ đã tăng gấp đôi. Theo chủ tịch hiệp hội thanh long Bình Thuận, nguyên nhân khiến cho giá trái thanh long tăng cao là do thời gian qua thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho thanh long không đạt tỷ lệ để xuất khẩu, hàng trở nên khan hiếm. Ngoài ra, theo những hộ trồng thanh long lâu năm ở Bình Thuận, đây là lứa thanh long trong đèn nghịch vụ cuối cùng trong năm, sắp vào hàng mùa nên nhiều bà con sợ giá giảm nên sản xuất hạn chế. Cũng liên quan đến vấn đề thời tiết, những tác động mạnh mẽ của thời tiết nắng nóng kéo dài đang khiến cho ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Phước chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại huyện biên giới Bù Đốt, nhiều trường tiêu bị úa chàng, khô héo do không có nước tưới. Còn người nông dân thì đang phải quằn mình chống hạn, cố gắng chờ đợi những cơn mưa. Dù đã cố gắng tưới chắc chiều, tiết kiệm hết mức có thể để cầm cự, nhưng chiếc giếng duy nhất của gia đình cuối cùng cũng đã cạn nước. Không có nước tưới, gần 500 nọc tiêu của gia đình anh Lê Minh Hải ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước bắt đầu úa chàng và rụng lá. Nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài, thì chỉ cứu giãn dường tiêu này xem như đã lực bất tồn tâm. Mỗi năm thì tiêu tháng này thì nó xanh tốt và nó cũng chẳng bị ra bông ra trái. Nhưng năm nay thì nó bị ảnh hưởng nắng này, giờ nó cũng đang rụng tay, rụng chân, nó cũng chưa có ra bông ra trái gì hết. Đó, cái nguồn thu nhập sang năm chắc thắt hơn năm nay tại vì năm nay khắc khao quá trời nắng hạn kiểu này thu nhập mà không được bao nhiêu hết mà gặp cái nắng hạn kiểu này nữa là xong rồi đập bào sen nơi dự trữ và cung cấp nguồn nước ổn định phục vụ nhu cầu tưới tiêu sản xuất của người dân xã Tân Thành nay chỉ còn lại một vài dũng nước như thế này không thể dựa vào đập thủy lợi để cứu trường nhiều gia đình phải chấp nhận bỏ số tiền lớn để khoan giếng nhưng đa phần đều thất bại Thậm chí có người đã khoan đến 4 năm mũi mà vẫn không tìm được một giọt nước nào cho cây. Ờ, à, với cái tình hình hạn hán này là năm nay là năm hạn thứ hai rồi mà cứ cách hai năm một lần hạn này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của bà con đó. Tiêu thì mất giá mà giờ là nước non thế này đầu tư vậy thì dân nó khổ lắm. Đó. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng vào năm 2014, thì năm nay người dân quyện biên giới Bù Đốp lại tiếp tục gánh chịu thêm một đợt nắng hạn khắc nghiệt gây nhiều khó khăn và tổn thất cho ngành nông nghiệp. Ngoài những khó khăn về nguồn nước tưới cho cây trồng, người dân còn phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt mùa khô, khiến cho nhiều gia đình phải đi xin nước hoặc là mua nước với giá đắt đỏ để sinh hoạt. Theo quy định tại luật thủy sản, tất cả các tàu cá có chiều dài trên 15 mét phải gắn thiết bị giám sát hành trình để quản lý trong quá trình khai thác trên biển. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Liên minh châu Âu nhằm gỡ thẻ chàng cho Việt Nam về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều chủ tàu vẫn chưa chủ động gắn thiết bị này. Với chiều dài hơn 20 mét, theo quy định của luật thủy sản năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, con tàu này bắt buộc phải lắp đặt và bật thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Tuy nhiên, hiện trên tàu mới chỉ có các thiết bị liên lạc và hỗ trợ cho hoạt động khai thác. Do chưa nắm rõ những quy định của luật thủy sản, hiện nhiều chủ tàu tại khu vực miền Trung vẫn chưa chủ động mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bởi nhiều người cho rằng, việc đầu tư lắp đặt thiết bị này là của cơ quan chức năng và chỉ để phục vụ cho việc quản lý, giám sát hoạt động tàu thuyền của họ. Theo quy định tại Luật Thủy sản, tất cả các tàu cá có chiều dài trên 15m phải gắn thiết bị giám sát hành trình để quản lý trong quá trình khai thác trên biển. Để nội dung này được triển khai một cách hiệu quả, bên cạnh công tác tuyên truyền các địa phương cũng cần có hình thức xử lý nghiêm đối với các tàu cá cố tình không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hướng đến đối tượng đánh thuế tiếp theo là Liên minh châu Âu khi mà ông dự kiến đưa ra quyết định đối với mặt hàng ô tô của khối này vào tuần tới. Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã nhận được báo cáo điều tra cho rằng mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu đang đe dọa an ninh quốc gia. Thời gian cân nhắc kéo dài là 90 ngày của Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 5. Các nhà sản xuất ô tô dự đoán Tổng thống Trump sẽ gia hạn thời gian này thêm đến 6 tháng, dù ông vẫn có thể sẽ ấn định một thời điểm đánh thuế mới nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận nào giữa Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Tháng 4 năm 2019, Liên minh châu Âu đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán chính thức với Mỹ, nhất là về vấn đề giảm thuế đối với các hàng hóa công nghiệp. Nhưng nếu Washington áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mới, các cuộc đàm phán này sẽ bị đình lại và Quỹ ban châu Âu EC sẽ đánh thuế đối với 20 tỷ euro, tương đương 22,46 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ. Còn tại Trung Quốc, thị trường dịch vụ chăm sóc thú cưng đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn khi thú cưng này dần trở thành một câu chuyện xa xỉ, tiêu tốn tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo báo cáo về ngành dịch vụ thú cưng, trong năm 2018, các chủ nuôi đầu tư khoảng 170,8 tỷ nhân dân tệ vào chó và mèo, tăng 27% so với năm trước. Số người nuôi thú cưng cũng tăng 24% so với cùng kỳ so sánh. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc không tiếc tiền cho những người bạn lông xù của mình. Trong đó, nhiều người không ngần ngại chi hàng trăm đô la Mỹ mỗi tháng chỉ để mua thức ăn và đưa thuốc cưng đi spa. Thú chui này cũng khiến cho thị trường dịch vụ thú nuôi trở thành một mảnh đất màu mỡ với những dịch vụ xa xỉ đến không tưởng. Có thể kể đến sự xuất hiện của các công ty du lịch dành riêng cho thú cưng hay là dịch vụ bảo hiểm thú cưng ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt Nắm bắt được xu hướng mới, nhiều công ty đã nhanh nhạy đưa ra thị trường các dịch vụ chất lượng cao và tùy chỉnh theo nhu cầu như là thức ăn chuyên biệt cho từng loại thú cưng. Đây cũng được cho sẽ là xu hướng phát triển chính của ngành dịch vụ này tại Trung Quốc trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin Kinh tế và Tài chính của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.